Rồi nó phẩm nè. Tới đây em nói chuyện nha. Hành xăm này á, là hành xăm nấu từ chủ nhật thì qua nhật kia, hành củ hành là hành gồng. Nhưng mà giờ đang tiệm đang có chương trình là đổi hành xăm lấy gạo, và có nghĩa là tất cả những hành xăm này á, là mình sẽ quy ra bằng tiền để mua gạo, đúng không? Với cái giá rất là rẻ, nghĩa là rồi tới đây xăm là người ta cũng vừa muốn ủng hộ hai món cơm của hai vợ chồng mở ra. Mà mình mở theo cái giá giống như mình mở một cái quen nên rồi vừa xăm từ thiện xăm giá thì rất là rẻ nha các bạn. Sản phẩm mình đang xăm nha, gọng lên cao lên xuống. Bắt tháp viên ngực này ở mình báo giá cho các bạn nghe luôn, hết luôn, liên kết hết luôn, mình chỉ lấy là 950 ngàn, nghĩa là mình mở những cái mô hình xăm như vậy á để mình kiếm tiền để mình duy trì cho hai quán cơm, mà hai chồng mở hai quán cơm, hai quán cơm giúp người nghèo cho nên bắt buộc là không có kêu gọi, không có nhận quyên góp thì bắt buộc phải mở những cái event này để có tiền gạo duy trì nha. Anh Mão phun xăm thẩm mỹ cũng cũng có chương trình gây quỹ từ thiện luôn, thì cũng kết hợp cả hai, vừa làm đẹp trên bên phái nữ và bên nam luôn nha cả nhà. Bên nữ thì phun xăm mài môi mí cũng số tiền cũng rất là rẻ ha, để số tiền đó cũng để quy ra thành tiền mua gạo cho bà con, rất là rẻ, rẻ còn hơn rất là rẻ, rất là bèo nha cả nhà. Đó, nói chung là cái giá rất là mềm để cho khách hàng mình đến làm đẹp, vừa làm đẹp và vừa có làm từ thiện nữa đúng cả nhà ha. Thì kết hợp cả hai, bên mảng nam thì bên tattoo nha, còn bên nữ thì bên thẩm mỹ. Bên tattoo đặt Phú Nhuận có hai tiệm, nhánh 1, nhánh 2. Bên nhánh 1 rồi về làm xăm mình cho các anh chàng ha, còn bên nhánh 2 là làm đẹp cho các chị nữ đây. Các bạn theo dõi kênh hoặc là vô fanpage á, các bạn sẽ thấy được nhiều cái chương trình event của mình mở ra để giảm giá, để sao để mình có tiền để mình duy trì cho hai quán cơm, để hai chồng làm từ thiện là không có kêu gọi, cho nên mình bỏ sức hoạt động mình ra mình làm. Chứ cái giá tiền này thật sự là rất là rẻ, nhiều người ta có thể là phù hợp với số tiền của người ta nên ta làm luôn. Gái gái chỉ nha cả nhà, 32 Thích Văn Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Có gì xếp xe quả chưa vậy? Cái cọng chó nữa coi, chó nó xúc dây vậy đó. Để xí cỏ nó quá nha con. Còn nó là chuẩn bị chưa? Xong rồi. Xong chưa? Vô đây. Ăn uống chưa? Ăn uống rồi. Vô đây. Giờ nay đi đâu đây? Em làm chân mày với cầm môi. Làm trong chương trình gì đây? Trong chương trình khuyến mãi từ thiện. Từ thiện hả? Sao biết? Thấy thấy đăng trên Facebook. Mình làm mấy này á, là ví dụ giống như người ta chung tay góp sức cùng làm việc thiện luôn. Yeah. Người ta sẽ vừa có những cái mà cái chương trình đó, nên là mình vừa làm đẹp mà vừa rẻ mà vừa phụ vô. Dạ. Yeah. Mình biết cái đang mở hai quán cơm đúng không? Biết. Đây không đúng đợt, không có cơm ăn đâu. Mình thấy mở lên thấy thứ bảy, thứ sáu, thứ bảy chủ nhật. À, chỉ bán những ngày đó thôi. Thấy cơm bán ngon không? Ngon. Cơm sườn nướng à. Giờ chuẩn bị làm môi ha, làm mày ha. Người ta nói là của cho không bằng cách cho. Lại trong cái vấn đề từ thiện này nó là cái chương trình rất là nhạy cảm. Ví dụ bạn mở ra bạn mời bạn kêu gọi thì nó rất là dễ. Họ
này mình duy trì bằng cái sức lao động của mình đó, mình cho bằng cái tâm, nghĩa là mình lấy tiền túi của mình không kêu gọi, nhưng mà cái lượng tiền đó mà mình làm không ra được đó, bắt buộc là mình bỏ công sức là mình làm. Cái này là tôi bỏ công sức là tôi làm, tôi lấy tiền mà. Đúng không? Mà cái tiền đó là để dành đi mua gạo. Quán cơm cần dễ cần gạo thôi, phải không? Mình có tiền mua gạo rồi thì mình mới nấu cơm cho bà con. Làm là bao không đau luôn. Không đau. Đau, biết nó đau. Không, không đau, yên tâm. Chị làm là khách ngủ khò khò luôn á. Không, những cái chương trình cà phê này hầu như là hai chồng đứng ra làm hết. Thấy, cà phê thấy chị quậy, cơm cũng tự tay làm luôn. Không, mở cái chương trình xong nè, hai chồng tự động làm luôn. Thấy coi chương trình nấu cơm từ thiện thấy không, mình chỉ làm không thấy chưa. Cà phê cũng tự làm rất là nhanh nhẹn, chị nhờ thịt là ớt chị làm hết luôn, cơm rồi chị nấu hết, tại vì có hai chồng già làm à, nên rảnh là phải, cứ mình muốn những người biết đó, người ta không chịu làm, có nhiều người ta không phát tâm, người ta đòi cái lương cao không làm nổi. Mình làm này là đâu có tiền đâu mà tiền mà lương cao nữa, kêu người ta lại, người ta nấu từ thiện thì người ta không thể nấu được, tại người ta cũng cơm áo gọi tiền, người ta đâu có phát tâm được nhiều. Người ta không phát tâm được cho nên người bắt buộc người ta có lương, mà lương người bèn quá thì người ta không chịu nấu, người bắt buộc hai chồng phải làm hết. Mà hai quán cơm lượng lương năm ra đuối rồi. Cho nên bắt buộc mở cái chương trình này thì nó cũng hay. Nó phù hợp với tiền nhiều người trong muốn xăm mình không có tiền, và mở cái chương trình như vậy nó vừa rẻ, nó vừa ok nữa. Đó là xăm hay sửa mới, nhưng mà mình sửa. kết dính rồi luôn, có nghĩa là ở đây không áp dụng với chương trình này, không áp dụng với mình sửa. Nghĩa là mới thôi, lợi thấy không là cũng xong chương trình luôn. Chương trình từ thiện luôn, nhưng mà người ta phải đặt lịch trước, tại vì nó dễ được tính lịch đó. Ok ha, nhưng mà làm ha. Đưa máy thằng nhỏ cầm nha. Nhỏ đâu rồi? Tiếp con. Cái mẫu lên làm đẹp cho nữa nè. Để đổi lấy gạo nè. Để lấy gạo cho bà con nè con. Đi theo chị. Đi lên phòng thẩm mỹ. Con thấy con thấy chương trình này hay không con trai? Hay không? Phù hợp với giá tiền của con luôn đúng không? Ăn gì tự làm chút lấy ăn nha. Dạ. Vỗ bậy á. Theo dõi kênh với lại theo dõi Facebook các bạn sẽ thấy được nhiều chương trình hay và ít nha các bạn. Những chương trình này hầu như là để làm để giúp cho những người nghèo không.
Đây xong rồi. Nói là vô. Con nghĩ không con? Đẹp không? Ok đúng không? Dạ. Để chỉ nha. Thấy không? Đừng lạc không? Đây là hình nối vô nha các bạn. Bên kia là có hình cũ này nối vô thêm. Chương trình xăm này là đổi hình xăm lấy tiền mua gạo nha. Còn hình xăm như vậy mình làm bích lập chỉ có 950.000 thôi. Tất cả số tiền nó dành mua gạo cho hai quán cơm không đồng của gia đình mình mở ra để giúp bà con nha. Hai quán cơm nó đang duy trì nấu nha các bạn. Con thấy chương trình này xong có ý nghĩa với con không? Có chứ. Ừ. Là các bạn vừa làm từ thiện mà các bạn vừa có hành xăm luôn nha. À, bạn nào muốn biết về những cái chương trình vậy thì đăng ký trong cái kênh của mình đó. Hoặc đăng ký ở thuê ấm follow Facebook hoặc trong fanpage của tiệm đó. Bạn thấy mở mấy chương trình như vậy ra để kiếm tiền duy trì hai quán cơm. Và giá thì rất là rẻ nha các bạn, lâu lâu mở kênh mở liên tục. Hello, chào cả nhà nha. Tiếp tục công việc nha cả nhà. Tiếp tục công việc để công việc chính vẫn là xăm nha cả nhà. Bạn nào mà có hình không ưng ý thì đến thẳng tiệm 32 Xuất Vận Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha. Tiệm của Tato Đặc Phú Nhuận là chuyên về cover nha cả nhà. Các bạn có cái hình mà lâu năm không ưng ý, muốn sửa làm có dáng mới hay bạn phong thủy để mình làm ăn cho nó thuận buồm xuôi gió thì mình hãy đến thẳng tiệm ha, gặp thầy Đạt sẽ tư vấn cho mình nha cả nhà.
chào Hành Hường nha. Dạ, hôm nay khách đang ủ tê ngoài nha cả nhà. Khách đang ủ tê ngồi đợi tiếp theo đây. Công việc thì mỗi ngày thầy vẫn làm duy trì chính là để xăm mình nha cả nhà. Để duy trì cũng có tiền lo được quán cơm không đồng và quán cơm 5K cho bà con nghèo mình. Chào Đức Bảo nha. Chào cả nhà. Ngồi quá coi live stream nữa ha. Ngồi không? Ngồi. Cùng. Coi gì mốt một lát xíu tới chồng mình lên dĩa giống vậy luôn nè. Chào cả nhà, chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ nha. Chị được không? Nhẹ không? Được ha? Chịu không nổi thì nói để cho tê vô. Còn chịu được thì để gì quýnh cho nó nhanh hơn. Chứ ủ tê phải mất thêm nửa tiếng nữa. Mất nửa tiếng mà ủ tê nó lâu nữa. Nhẹ mặt da thôi người ta sẽ chịu được cái vấn đề của mình. Chào mọi người nha. Khách hàng bên Tattoo Đạt Phú Nhuận nè, muốn sửa hình gì hãy đến thẳng tiệm là 32 Thích Văn Đức, phường 5, quận Phú Nhuận giùm mình nha. Nhiều khách hỏi bên Trang Thanh Phay nhiều quá thì mình không thể nào tư vấn qua điện thoại hết được nha cả nhà, thông cảm mình nha. Mà cả nhà mình có cái hình hư mà cũ lâu năm quá rồi thì yêu cầu cả nhà mình hãy đến thẳng tiệm mới coi được chất liệu mực và cái hình hư của bạn bự hay nhỏ nằm ở cái bố cục nào để mà sửa được hơn ngay cả nhà. Chứ còn mình hỏi mình chụp hình qua bên Trang Thanh Phay thì không thể nào nói hết được. Thì cả nhà cứ việc đến thẳng tiệm thì sẽ có giá ưu đãi và giá khuyến mãi cho khách hàng đến thẳng tiệm nha. Xin chào cả nhà mình. Địa chỉ của tiệm là 32 Thích Văn Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Còn số điện thoại tư vấn học là 0906 339 563. Đó là số tư vấn việc học nha cả nhà. Hổng gì giờ vô anh cứ tha để đây. Máy hư nè. Hư nè. Thì giờ vô trong cho nó gọn. Sao này cái mốt nói thêm bên đây nữa cho nó hợp bên đây nữa. Ý là cái tay bên kia phân nửa đó thì phối cho thêm nữa, thêm hình nữa là phối vô.
sẵn rồi. Đây là hành nấu vô, tủ là xong. Hình chưa có hoàn thành cho cả nhà, nhưng mà mình sẽ quay cho cả nhà xem biết được cái hình nào mình thầy đang xong hình gì nha. Vậy đây là con cọp nha. Này cho có đọt khuyến mãi đổi hình xăm lấy gạo nha các bạn. Đây là cái chương trình mà đổi hình xăm lấy gạo. Tất cả những hình số tiền này các bạn và sẽ dành cho gạo để nuôi thầy với cơm. Chưa có xong, một lát xong xuôi rồi sẽ quay cận cảnh cho cả nhà mình cùng ngắm ha. Đang sao đang thả hồn vô con cọp. Thầy tôi ngoại đỉnh. Không để được cái hình avatar nữa hả Hiếu Trần? Chơi... Hôm qua sao không gọi nhậu rồi nó... Chơi mà dấu ẩn, để chơi cái hình avatar mình có mặt mày sáng lá, không để vô, để hình vậy người ta tưởng nó ảo sao? Nè, đưa yến ti đây cho mẹ ủ môi con bé quả rồi. Kèm hết hả? Hết thôi, để lên chỗ nổ. Lấy xuống. Cái gì trả lấy xuống? Lấy lên cho phòng ủ chỗ này.